Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 291, Lật Thế Cờ Chẳng qua hề nghĩ đến chuyện thi thể của chân thị đã bị hư hại. Sau này chẳng thể được an táng toàn thây thì Lâm Di lại thấy buồn nôn, không kiềm chế được xoay người nôn về so ra thì những thủ đoạn nàng dùng đối phó nội trạch kia tuy có tác dụng, nhưng lại chẳng so được với sự hung ác của Chu Thập Cửu, mặc dù âm thầm nhưng làm nên chuyện lớn ngay. Chu Thập Cửu nhận lấy ổng nhổ từ trong tay quất hồng, vỗ vỗ lưng lâm di, bảo hạ nhân bưng kẹo đường tới cho em nhé. Mỗi lần nắng buồn nôn thì ăn kẹo đường sẽ đỡ hơn, lâm di khẽ gật đầu. Đừng suy nghĩ quá nhiều, Chu Thập Cửu nói khẽ, chuyện này không liên quan đến em. Trần Lão Thái Thái tới vì hôn nhân của mấy vị tiểu thư nhà họ không được thuận lợi lắm, Trần Thái Thái lại muốn cưới con dâu có xuất thân cao. Ban đầu mọi chuyện vốn đã bàn bạc xong hết rồi, nhưng mấy ngày nay lại bị gác lại, thêm việc thi thể của đại tàu nên lần này nhà họ Trần chắc chắn sẽ tranh lý cho bằng được. Chu thập cửu ôm lâm PD vào lòng, Ngụy đã dặn em không được suy nghĩ quá nhiều, nên đừng quan tâm những chuyện này nữa. May mà bố trí xong xuôi mới khám ra có thai giờ chỉ cần đợi kết quả thôi nhà họ chân ầm ĩ khá lớn chắc chắn hoàng thượng đã nghe được tin tức rồi giữa thế và thiếp thiếp mãi mãi đứng ở thế yếu chưa nói gì đến ái thiếp diệt thê đâu phải là tôn thất thì được quyền ngó lơ luật pháp của triều đình đại chu quan trọng nhất là qua sự kiện này ám chỉ đến chuyện trong cung chẳng phải trên triều bây giờ đang có mấy lời bàn bạc đòi phế hậu lập hậu mới là đó có khác gì với ái thiếp diệt thế đâu hôm sau trời còn chưa sáng đã có quản sự ngoại viện vào bẩm có người trong cung tới. Trước khi bà tử gõ cửa thì Lâm Di đã tỉnh rồi, Chu thập cửu bên cạnh cũng đã mặc xong áo choàng đứng đợi cạnh cửa sổ một lúc lâu. Bây giờ nghe tiếng đập cửa, chàng lại ngồi xuống uống một chén trà rồi mới cố ý kéo áo choàng sộc sạch chạy ra ngoài. Giữa quân thần chính là thế, mãi mãi không được suy tinh sớm hơn hoàng thượng một bước cho dù Chu Thập Cửu đã sớm đoán được ngày đầu tiên Hoàng thượng Tào Chiêu lại sẽ cho triệu mình, nhưng tới khi nội thị đến truyền lại vẫn tỏ vẻ kinh ngạc, hốt hoảng đến nỗi không kịp mặc y phục đàng hoàng. Một lát sau Chu Thập Cửu về phòng, Lâm Di đã bảo Quất Hồng lấy chiều phục ra sẵn. Chu Thập Cửu nói, thị vệ bên ngoài đã rốt rồi, Hoàng thượng hạ lệnh triệu ta vào chiều. Lâm Di hỏi, nội thị có nói bệnh của Hoàng thượng thế nào rồi không? Là một thần tử trung thành thì bất cứ khi nào cũng phải đặt Hoàng thượng ở vị trí đầu, khó khăn lắm mới nhìn thấy nội thị, tất nhiên phải hỏi thăm sức khỏe của Hoàng thượng trước rồi. Chu thập cửu cười kể, ta có hỏi, nội thị nói rằng Hoàng thượng đã khỏi bệnh, hôm nay có thể phê duyệt tấu trương rồi. Có thể phê duyệt tấu trương thì chắc chắn chẳng phải khỏe tại mới một hai ngày, sao tại không có bất cứ tin tức nào truyền ra nhỉ? Lầm gì bỗng hiểu rõ, nàng nhìn chu thập cửu ý của quận vương gia là hoàng thượng đang đề phòng thục phi nương nương cũng chỉ có thể như thế thôi nếu không thì sao thục phi hầu hạ bên cạnh hoàng thượng tại không biết chu thập cửu lấy hộp gỗ sơn khắc hoa quỷ vàng ra trong đó là điểm tâm mà lâm di ăn mấy ngày nay chàng mỉm cười nhìn nàng mấy ngày nay hoàng hậu nương nương cũng đã chịu nhiều uất ức đến cúc lật tại thế cờ rồi chương 292, bệnh dịch chu thập cửu ra khỏi phủ bên chu lão phu nhân nghe thấy tin chu thập cửu đi vào chiều thì nhíu mày hỏi còn quan binh bên ngoài thân xa xa nhỏ giọng đáp đều lui cả rồi tay của chu lão phu nhân run lên nửa chén trà giới thẳng vào đệm giường thân ma ma cuống quýt sai nha hoàn lấy khăn tới long chu lão phu nhân đổi quần áo xong bèn đi vào buồng sười thân ma ma cũng vội vã đi theo đã cho quản sự đi hỏi rõ bên quan phủ chưa Thân ma ma không dám giấu giếm, hỏi rồi à? Nhưng nói đến đây bà ta lại do dự. Chu lão phu nhân nhíu mày nhìn sang, bấy giờ thân ma ma mới nói tiếp, quả thật đầu lâu của đại thái thái đã bị trộm rồi, tông nhân phủ cũng đã làm mất giấy nghiệm thi, người nha môn nói rằng một đêm nào đó có trộm. Trộm ư, ừ, trộm vào được tới nha môn cơ à? Sao không trộm những thứ khác mà lại trộm đầu lâu của người chết? Rõ ràng là có người bên trong sắp xếp tựa như nhà họ chân nói chỉ ai muốn giúp chu nguyễn cảnh thoát tội mới có động cơ làm thế thôi thân mama nói tiếp nô tỳ đã sai quản sự đến phủ tín thân vương người đừng sốt ruột chúng ta cứ chờ tin sau một canh giờ quản sự ngoại viện trở về thân mama đi hỏi rồi quay lại bẩm bảo với chu lão phu nhân tín thân vương phi khó chịu trong người không muốn gặp ai cả chu lão phu nhân bỗng cảm thấy tức ngực máu như đang dồn lên não tối qua bà ta mơ thấy nguyễn cảnh được thả ra ngoài nguyễn cảnh ở trong lao chịu khổ mấy ngày trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều ôm chân bà ta khóc lóc rồi lại nói tới những sai lầm mình phạm phải mấy năm gần đây xin lỗi bà ta bà ta cũng không nhịn được mà rơi nước mắt cúi đầu nhìn thì thấy tất chân của nguyễn cảnh bị thủng còn sai thân ma ma lấy tất chân mới cho con trai những chuyện đó cứ như đang xảy ra trước mắt vậy bên phủ tín thân vương gửi tin sang chờ tình hình trong kinh yên ổn lại sẽ phạt gậy rồi thảo nguyễn cảnh ra ngoài mạng của chân thị cứ để chu di nương và nha hoàn bên người đền thay nên trong thời gian này tuyệt đối không thể xảy ra thêm chuyện gì nữa Chỉ thử nhà hợp trần nhị lão thái thái đồng thị cũng dậy rất sớm ngồi trên giường sưởi nghe tin tức nhị thái thái điền thị qua thỉnh an hầu hạ trước mặt nhị lão thái thái nhị lão thái thái hỏi bên phủ quảng bình hầu sao rồi tay của điền thị có mùi gỗ đàn hương thị trà sát hai tay cho nóng rồi nhẹ nhàng xoa chán cho đồng thị vẫn yên ắng ạ à? quảng bình hầu muốn dùng lều cháo để ngụ ý trách huân quý trong kinh tiêu tiền tốn bạc vào việc xây tháp vàng lấy bách tính làm cớ là một cách bảo vệ bản thân rất hay nhị lão thai thái nói chắc chắn là cách được bên phủ khang quận vương bày vẽ xây tháp vàng là chuyện tốt nhưng cũng không thể vì thế mà mặc kệ bách tích mở liều cháo là lệ cũ của của triều đại chu nếu như có vấn đề gì thì chẳng có cách nào khai báo với hoàng thượng cả mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy sơ suất quá rồi bởi thế mới chừa chỗ trống cho bè cánh hoàng hậu chui vào điền thị khẽ nói tối qua con tới phủ ngũ vương gia nghe ý của ngũ vương phi thì cũng bên đó chẳng để ý chuyện liều cháo cho lắm có lẽ ngũ vương gia đã nghĩ ra cách giải quyết rồi Nhị lão thái thái nhìn thoáng qua làn khói dâng lên từ trong lư hương, cũng không biết tình hình bệnh dịch ở nhiệt hà ra sao. Sau khi hoàng thượng khỏi bệnh, thời gian thượng triều dài hơn hẳn, văn võ bá quan vẫn chưa xuất cung, toàn bộ kinh thành cũng yên ắng lại. Lâm Di làm xong tất chân mới cho chu thập cửu, vừa để qua một bên thì cùng ma ma đến nói, trong kinh có người chết, nghe nói là do bệnh dịch, bây giờ nhà nhà đều đang xông thuốc. Nghe nói bệnh dịch lây lan từ chỗ dân chạy nạn, các phủ đều đã dẹp liều cháo, để tránh bệnh dịch lây lan thêm. Lâm Di ngừng tay, bởi vì bệnh dịch nên mới dẹp liều cháo, lý do tốt thật đấy. Dân chạy nạn đúng thật chết vì bệnh dịch sao? Dân chạy nạn xung quanh kinh thành đều đợi tới cuối năm để được phát cháo no bụng. Mấy ngày nay cháo của tổn thất quý tộc đều ít đến đáng thương, hai ngày trước đã có dân chạy nạn chết đói. Nếu như chết vì dịch thì phải thiêu thi thể, đây chính là đang tiêu hủy chứng cứ một cách quang minh chính đại. Bây giờ hoàng thượng còn đang trị vì, kinh thành lại xảy ra chuyện lớn như thế, giống như là một tín hiệu thay vua đổi chúa vậy. Cùng mama nhìn Lâm Di, phủ chúng ta nên làm gì bây giờ? Cũng xông thuốc sao hả? Lâm Di lắc đầu, lúc ra phủ cẩn thận một chút là được rồi. Nàng biết rõ những người kia đang đổi trắng thay đen. Bởi vì nếu là bệnh dịch thật thì có sông tốc cũng chẳng tác dụng gì. Tới trưa buổi thượng chiều mới kết thúc, các triều thần lê đôi chân cứng đờ rời khỏi cung. Hạ nhân và phụ tá các phủ bắt đầu nghe ngóng tin tức. Không tới một canh giờ sau, mọi người đều biết lúc thượng triều hoàng thượng mời văn võ bá quan húp cháo, nói là cháo nhưng chẳng bằng bảo là nước, vì chỉ ở đáy chén mới thấy được vài hạt cháo. Mấy lều cháo chuẩn bị dẹp lại vội vàng được dựng lại, mấy nhà phát cháo bắt đầu chuyển gạo và lương thực từ kho gạo và nông trang tới. Bên cạnh mỗi nồi cháo đều có một tiểu nội thị và môn quan, ngự sử dẫn đầu quỳ xuống tung hô hoàng thượng vạn tuế, dân chúng cũng theo đó thực hiện ba quỷ chín lạy, kinh thành vốn đang âm u nay lại như tràn đầy hy vọng. Vị vua chuyên cần yêu dân ấy đã trở về. Quất hồng lấy bài ra, gọi mấy người linh lung tới chơi bài với lâm di, cứ thế thời gian trôi qua rất nhanh trong phòng đang nói chuyện đùa giỡn với nhau thì nhân ngữ thu tiên sinh sai người mang thư tới. Lâm Di mở thư ra xem, ý cười trên mặt dần tan đi. Cũng mama thấy thế, mi mắt cũng máy liên hồi. Cũng mama nhẹ giọng hỏi, sao vậy ạ? À? Lâm Di lắc đầu, tình hình của nhân lão thái gia không được tốt lắm, ngoài thành càng thiếu thuốc hơn. Dứt lời nàng lấy tờ danh sách kèm trong thư đưa cho cùng mama, thu gom thảo dược trong danh sách rồi mau chóng gửi ra ngoài lấy thêm hai hộp bí được bảo mệnh phủ nội vụ phân cho ta gửi kèm nữa. Đưa cả bí được bảo mệnh tức là tình hình đã nghiêm trọng lắm rồi, cùng mama không dám lề mề, vội vàng dẫn Quất Hồng đi chuẩn bị. Đến giờ hạ chiều rồi nhưng Chu Thập Cửu vẫn chưa về phủ, Đồng Ninh đi vào báo, Quận Vương gia bận bịu công vụ trong nha môn, Chuyển lời bảo Quận Vương phi đừng chờ. Mấy ngày nay Chu Thập Cửu vẫn luôn ở trong phủ, thế nên ngày đầu tiên vào lại nha môn chắc chắn sẽ có rất nhiều việc cần phải xử lý. Lâm Di sai quất hồng bầy cơm lên, nàng ăn xong cơm, xem sách một hồi rồi lên giường sưởi năm nghỉ ngơi. Mấy ngày nay nàng đã quen với việc có chu thập cửu ở nhà, có người bên cạnh nên không cảm thấy quạnh quẽ. Nhất là mỗi ngày chu thập cửu đều sẽ dùng mực viết lách này nọ, từ lúc mang thai nàng rất thích người mùi của mực cũ. Bởi thế nên cũng mama từng cười nói tương lai của đứa bé này chắc chắn sẽ rất sán lạn. Chẳng qua là mấy chứng quái tạ túc mang thai thôi mà lại bị nói thành điểm cảnh. Tuy biết rõ như thế nhưng nàng vẫn không nhịn được vui vẻ. Đứa nhỏ này còn tận 9 tháng nữa mới có thể bước vào thế giới này gặp mặt nàng. Cũng chẳng rõ rốt cuộc nó sẽ giống ai nữa. Lâm Di ôm lấy cỏ sưởi, khẽ nhắm mắt lại, dần ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy nàng thấy một chiếc đèn tắc tư ở cửa, chu thập cửu gión rén đi vào nhà, thổi đèn, thay đồ rồi kéo chăn nằm xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. mươi 293, Bệnh dịch. Lâm Di vốn cảm thấy nếu mình lại giả vờ ngủ thì có hơi buồn cười, nhưng lại không thể nói chuyện, bởi vì chỉ cần mở miệng thì cả hai chẳng ai muốn ngủ cả. Ngày mai chu thập cửu còn phải vào chiều nữa nhưng nàng phát hiện có thêm một người trong chăn ấm áp hơn rất nhiều, nên rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Đợi đến khi Chu Thập Cửu dậy rồi Lâm Di mới tỉnh lại, mấy người quất hồng đã xách nước theo Chu Thập Cửu đến phòng xếp rửa mặt. Lâm Di theo thói quen đi giày xuống giường lấy quan phục cho Chu Thập Cửu. Khi đi từ phòng xếp ra, Chu Thập Cửu đã thấy Lâm Di đang đứng chờ, đai lưng mọc trên tay nàng không cẩn thận trượt xuống, may mà có quất hồng đỡ kịp làm gì thế chu thập cửu đi tới ôm lâm di lên chẳng phải ngụy đã dặn rằng em phải nằm nghỉ ngơi ư sao nằm cả mấy tháng trời được lâm di nhìn bọn quất hồng tất cả đều cúi đầu giả vờ như không trông thấy thỉnh thoảng cũng phải đi lại mới tốt chu thập cửu nở một nụ cười dịu dàng nhỏ nhẹ nói ta quên nguyễn nguyên còn biết xem mạch mà đang cười nàng ngay cả mình mang thai cũng chẳng phát hiện ra đây mà nhưng dù thế nào đi nữa thì nàng cũng chẳng yếu ớt đến mức bước chân xuống đất là hư thai ngay. Trong cổng nàng biết rất rõ, song chu thập cửu chỉ nghe theo lời ngài. nàng không cãi lại được, đành giờ khóc giờ cười nằm xuống giường lần nữa. Bạch thược sai nhà bếp bầy cơm lên, chu thập cửu ngồi bên giường. Hoàng thượng nghe lời ngự sử khuyên, đổi hình phạt của thường quang văn thành đi, yêu đẩy xa ba nghìn dặm. Án phán tử hình phải thông qua hoàng thượng, hoàng thượng thay đổi hình phạt chính mình đặt ra, rõ ràng muốn dạy cho ngũ vương gia một bài học. Đây chính là thể hiện của câu nói thánh tâm không phải là thử ngươi có thể phỏng đoán, cũng là đang khuyên bảo bè phái ngũ vương gia rằng người cầm quyền của đại chu chỉ có thể là hoàng thượng. Hoàng thượng còn hỏi tới bản án của đại ca, hỏi tín thân vương rằng có thật xảy ra chuyện mất dây nghiệm thi không? Triều Đại Chu chưa bao giờ xảy ra chuyện thi thể được nha dịch quan phủ trông coi mà còn bị mất đầu thế này cả muốn xem tín thân vương sẽ phá án này như thế nào đấy. Lâm Di nhìn Chu Thập Cửu, vậy chuyện của quận vương ra. Hoàng thượng nói sao? Chu Thập Cửu khẽ nói, Hoàng thượng chỉ khôi phục chức vị cho ta, cũng chẳng hỏi thêm gì. Hoàng thượng vẫn còn nghi ngờ chuyện đạo sĩ kia, đây từ đầu đến cuối đều là tai họa. Hoàng thượng không phải là người duy nhất hết lòng tin vào sách tiên tri. Các triều đại đều có hoàng để nuôi đạo sĩ để giải sách tiên tri, trong đó không thiếu các minh quân, vậy nên không thể nào dựa vào đức hạnh mà khuyên can hoàng thượng được. Cho dù lá gan của Thường Quang Văn có lớn hơn nữa thì cũng chỉ nói một câu nhắc nhở hoàng thượng rời xa đạo sĩ thôi, chẳng dám phê phán rằng sách tiên tri hại nước. Mấy ngày nay lại có đạo sĩ nói rằng trong sách tiên tri có nhắc tới việc triều đại Chu sẽ gặp tai họa trong thời gian hoàng thượng tại vị, vẫn chưa giải ra tai họa là từ đâu ra? nhưng phải vượt qua tai họa này mới có thể nghênh đón thời phồn thịnh. Đạo sĩ nói về tai họa khiến Lâm Di chợt nhớ tới chuyện Hoàng hậu nương nương và Nhị vương gia tạo phản. Khi đó phản quân tàn sát khắp nơi, cục diện chính trị của Đại Chu bất ổn, quan văn tướng võ chia thành hai phe. Khi đó Hoàng thượng tại bệnh nặng không thể chu trì đại cục, đúng là tai họa thật. Chu thập cửu nhìn Lâm Di trau màu suy nghĩ thì ánh mắt trở nên thâm sâu hơn chờ đến khi lâm di ngẩng đầu lên ánh mắt chàng mới dịu dàng bình thản tài suy nghĩ gì đó lâm di nói đang nghĩ về tai họa mà đạo sĩ nói có khi nào bệnh dịch bây giờ bị giải thành điểm báo của tai họa không nàng lại nhắc đến phong thư nhân ngữ thu đưa tới nhân tiên sinh nói mấy ngày nay không hề có tin tức của trương phong tử mong quân vương ra nghe ngóng hộ quân đóng nhiệt hà đều phải nghe theo độ thông đồng trường mầu bằng kiểu quan hệ giữa nhánh cả trần gia với nhà họ đồng nếu Trần Gia nhúng tay vào, chẳng những không giúp được gì mà có khi còn khiến mọi chuyện xấu hơn, bởi thế nên tiên sinh mới không đưa thư đến phủ Quảng Bình hầu. Lâm gì hơi bất an, ta luôn cảm thấy cần dịch bệnh này tới quá đúng lúc, cứ như đã được sắp xếp từ trước vậy. Chương 294: Lừa gạt. Nhiệt Hà có dịch bệnh, hơn nữa còn xuất hiện tại xung quanh nơi đóng quân, phải biết rằng nơi đó cũng không phải nơi nhân khẩu dày đặc, sao lại truyền ra từ đó chứ? Nhưng nếu nghĩ theo hướng khác thì dường như bệnh dịch đều xảy ra trong phạm vi cai quản của đồng trường mậu. Trong kinh thì đa phần đều là lời đồn bậy, thật sự có dịch bệnh sao? Chẳng ai biết được cả. Nhưng nếu như có dịch bệnh thật, vậy tại sao Hoàng thượng lại hạ lệnh dừng lại liều phát cháo? Nhìn vào đôi mắt trong trèo của Lâm Di, Chu Thập Cửu chẳng buồn suy nghĩ mà tán thành luôn. Ta đã cho người tìm cách đi thăm dò rồi, nhưng chưa hẳn có thể tra ra được gì nhiệt hà rất gần kinh thành, nên nếu ai mắc bệnh sẽ được xử lý luôn, không để đó đến khi chúng ta biết rõ đâu. Nói cách khác, nếu đồng trường mậu muốn che giấu thì ai đi điều tra cũng thế thôi, rất có thể trương phong tử vì điều tra dịch bệnh mới bỗng nhiên mất tâm mất tích. Chu Thập Cửu nói, Hoàng thượng muốn phái người đi nhiệt hà, văn võ bá quan đang đề cử người thích hợp. Người đi chắc chắn là quan văn, nếu như là người của ngũ vương gia, chuyện này đương nhiên sẽ không đời nào tra ra được rõ ràng. Nguyễn Nguyên đừng nghĩ tới mấy chuyện này nữa. Chu thập cửu ôm Lâm Di vào lòng, dù thế nào đi nữa thì ngũ vương gia cũng sẽ không để nhạc phụ đi nhiệt hà đầu. Chắc hẳn hoàng thượng cũng đã nghe thấy chuyện nhánh cả và nhánh thứ hai nhà họ Trần không hợp nhau rồi. Không chắc sẽ tra ra được nguồn gốc của dịch bệnh. Lâm Di nhìn Chu thập cử, quận vương gia có cách gì không? Chu thập cửu cười nói, không thể nào nắm thóp ngũ vương gia ngay được. Nhưng giờ ngũ vương gia vẫn chưa được tập làm thái tử, đồng trường mậu đã là quan nhị phẩm rồi, chắc chắn sẽ không chịu mạo hiểm quá lớn. Vậy phải làm đồng gia biết được tin tức này, để tự vệ đồng trường mậu sẽ không để cho bệnh dịch tiếp tục cây can, như vậy bên nào cũng được lợi. Không thể ngay lập tức bắt thóp ngũ vương gia thì phải tìm cách thu được lợi ích lớn nhất. Vậy Trương Phong Tử thì sao? Chu Thập Cửu nói, em cứ hồi âm cho nhân tiên sinh rằng ta sẽ cho người đi nhiệt hạ âm thầm thăm dò. Lâm Di hiểu ý Chu Thập Cửu, không thể gióng trống khu chiêng, nếu không tình cảnh của Trương Phong Tử sẽ càng thêm nguy hiểm. Chu Thập Cửu đi thượng triều, Lâm Di gửi một phong thư hồi âm cho nhân ngữ thu. Quất Hồng mang bộ váy màu vàng nhạt thiêu hoa sen mới làm ra cho Lâm Di thử, cùng Mama cũng tới giúp đỡ, chắc chắn nhân tiên sinh đang rất lo lắng ngoài thành cũng không có ai giúp một tay. Lâm Di đã đưa thiệp mời ngày đi xem, chẳng qua cũng đành bó tay với chứng bệnh của nhân lão Thái Gia, bàn về xem mạch thì những làng chung nhà họ nhân quen còn giỏi hơn cả ngụy. Nghĩ tới đây Lâm Di nhận ra rằng, tuy rằng nhân lão Thái Gia tịnh dưỡng trong nhà, nhưng có lẽ cũng giúp đỡ được nhân tiên sinh phần nào. Cùng ma ma mới bảo bà tử bưng đĩa ra ngoài thì lại nghe người gác cổng đến báo. Lão thái thái và phu nhân phủ Quảng Bình hầu tới, còn có cô nãi nãi nhà mẹ đẻ của Quận vương phi nữa. Cùng mama cười nói với Lâm Di, đến cùng vẫn lo lắng cho Quận vương phi không ngồi yên được. Lâm Di vội vàng đứng dậy, cùng mama lại nói, người cứ nằm đi, nếu như lão thái thái nhìn thấy người vì thế mà xuống giường, chắc chắn sẽ không vui, lúc này Lâm Di mới nằm xuống. Một lúc sau màn cửa được xốc lên, tiểu tiêu thị đỡ lão thái thái nhánh cả bước vào. Lão thái thái nhành cả nhìn thoáng qua mặt mũi lâm di, thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, sắc môi cũng tươi tắn hơn trước thì nụ cười trên mặt bà lại đậm hơn, mặt mũi tươi tắn đấy, trình ngự y bắt mạch rất tốt. Lâm di ngồi dịch sang một bên để cho lão thái thái nhánh cả ngồi xuống, cùng ma ma vội vàng mang ghế đôn tới cho tiểu tiêu thị ngồi, đi theo sau lưng tiểu tiêu thị là lâm phương. Lâm Phương mặc một bộ váy lam thêu hoa trắng, trải búi tóc tròn, cài hại cây châm hổ phách, chỉ thoa một lớp son phấn mỏng, trông mộc mạc vô cùng. Lúc chưa xuất giá Lâm Phương ăn mặc rất tươi tắn, trầm trên đầu, giày dưới chân đều phải nổi bật hơn người khác, tóc cũng phải làm kiểu cao nhất, rất ít khi thấy nàng ta búi tóc dạng tròn như thế này. Cách ăn mặc của nàng ta bây giờ làm người ta cảm thấy nàng ta rất giống nhị thái thái điện thị. Chẳng lẽ Lâm Phương muốn học theo Điền thị cung phụng Phật tổ? Lâm Phương tiến lên hành lễ rồi ngồi xuống bên cạnh, Lâm Di nhìn thấy Phật châu trên cổ tay nàng ta. Xem ra là thật, Điền thị đã không còn trẻ để có thể đi bốn phía giảng kinh nữa. Nhưng phải nhớ rằng bây giờ Lâm Phương vẫn chưa sinh được đứa cháu nào cho nhà họ Lâm cả, đáng lẽ ra nên vắt óc nghĩ cách giữ vững địa vị của mình ở nhà họ Lâm chứ không phải vùi đầu trước tượng Phật niệm kinh thắp hương nhưng trong mắt của lâm phương cũng không nhìn thấy sự oan khuất nào ngược lại còn có vẻ rất vui vẻ hiển nhiên là bị nhà họ lâm giật dây làm vậy lâm ra và đạt được mục đích mà dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng chẳng biết sau này lợi dụng xong sẽ ra sao nữa lão thay thay nhánh cả nhìn lâm di giờ muốn ăn gì cứ bảo nhà bếp lớn làm đừng để đứa bé trong bụng thiệt thòi tiểu tiêu thị nói ngoài kia dịch bệnh đang hoành hành nếu trong phủ có hạ nhân ra ngoài phát cháo thì phải để ý một chút. Mọi người hàn huyên một lát thì chu lão phu nhân đến mời lão thái thái nhánh cả sang nói chuyện. Lão thái thái nhánh cả dẫn tiểu tiêu thị tới tam tiến viện còn Lâm Phương ở lại đây nói chuyện với Lâm Di. Sao tử tỷ lại ăn mặc mộc mạc như thế? Lâm Di nhấp một ngụm trà rồi hỏi Lâm Phương. Lâm Phương thoáng đắc ý, sư thái chùa Quảng Tế nói ta có thiện duyên, niệm kinh sẽ có ích cho sự bình yên trong nhà mấy ngày nay có rất nhiều phu nhân nhờ ta chép kinh phật nếu như đã thở phật thì tất nhiên không thể ăn mặc quá rực rỡ lâm phương là người chỉ cần nghe vài câu nịnh nọt thì sẽ choáng váng đầu óc bây giờ lại ăn mặc mộc mạc như thế mỗi ngày đều phải chép kinh phật mà còn có thể vui vẻ chịu đựng chịu cực chịu khổ để lâm ra lấy được lợi ích từ ngũ vương phi cũng không biết sau này nhà họ lâm có thể cho nàng ta những gì nữa nếu trong vòng mấy năm không thể sinh con sao lâm chính thanh có thể không nạp thiếp chứ? lâm phương tại gần nói nhỏ vào tay lâm di lục muội ngoài kia có mấy lời đồn muội có biết không? lâm di dương mắt lên nhìn lâm phương lời đồn gì? ai cũng bảo rằng chỉ quận vương gia mới biết tâm tích của đạo sĩ giải sách tiên tri kia. lâm phương thoảng dừng lại quận vương gia có từng nói chuyện của đạo sĩ kia với lục muội không? lâm di nói quận vương gia chưa từng nói về chính sự với ta lâm phương cười như không cười nhìn lâm di lục muội tự biết trong lòng là được rồi bây giờ cho dù ai tìm được đạo sĩ kia đều sẽ được hoàng thượng khen thưởng tham quan tiến chức là chuyện trong tầm tay lâm phương đang cố ý thăm dò nàng thay lâm chính thanh lâm phương thấy lâm di không nói lời nào thì rất kinh ngạc quận vương gia không nói với lục muội thật à lục muội cũng đừng thật thả quá nên quan tâm chuyện bên kia của quận vương gia nhiều hơn chứ đừng để chuyện ập xuống đầu mà vẫn không biết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 295, Lừa Gạt. Lâm Phương đang nói bằng giọng điệu của Lâm Chính Thanh, chẳng lẽ Lâm Chính Thanh nói với nàng ta rằng đạo sĩ kia chết? Lâm Di bình thản nhìn Lâm Phương, từ tỷ phu hay nói chuyện trên chiều cho từ tỷ nghe lắm à? Lâm Phương trột dạ nhìn sang chỗ khác, ta. Đương nhiên, Lâm Di nhìn Lâm Phương rồi cười, cười đến nỗi Lâm Phương nhíu mày, lục muội cười gì chứ, Lâm Di cục mắt, uống một ngụm trà xong lại cười tươi nhìn Lâm Phương, ta đang cười, từ tỷ hiểu rõ chính sự như thế, đang định sau này vào chiều làm nữ đại phu ư. Mặc kệ Lâm Chính Thanh đang âm mưu điều gì, nhưng kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này cho dù kiếp trước chu thập cửu giết nàng, nhưng kiếp này chu thập cửu đã là chồng của nàng. Mặc dù nàng không thể hoàn toàn tin tưởng chàng, nhưng cũng sẽ không giúp người ngoài hại chàng. Lâm Chính Thanh xem thường nàng quá rồi. Lâm Phương đỏ mặt, nói với vẻ giận dữ, ta đang có ý tốt nhắc nhở lục muội lục muội chẳng những không cảm ơn mà còn nhục nhã ta, nếu biết trước ta đã chẳng tới đây. Lâm Di ngừng cười, ta không nhục nhã từ tỷ, ngược lại còn đang có chuyện định cầu tỷ đây. Nghe thể Lâm Phương nhìn Lâm Di. Lâm Di đưa kinh Phật trong tay cho Lâm Phương ta định mời tử tỷ giúp ta chép mấy quyển dược vương kinh, ta đang chuẩn bị dược liệu rồi mời một số lang trung giỏi trị dịch bệnh đi nhiệt hà. Nhiệt hà ư? Đó chẳng phải là, lầm phương nhíu mày, nhiệt hà đang ngập trong bệnh dịch, tất cả đều trốn không kịp, giờ này ai dám đi qua đó chứ? Tử tỷ không cần bận tâm, có người đi là được rồi. Nói rồi nàng nhìn Phật Châu trong tay Lâm Phương, Bồ Tát cứu người lúc nguy nan, người hành y cũng tất có tấm lòng Bồ Tát, lang trung đã tìm được rồi, bây giờ thử chúng ta nên làm là chuẩn bị dược liệu và đồ dùng. Lâm Di lại nói tiếp, tử tỷ sẽ giúp đỡ chứ. Mắt của Lâm Phương sáng lên, ta vẫn còn vài quyền dược vương kinh, mấy ngày nay ta sẽ giúp muội góp thêm. Lâm Di cười nói, vậy thì làm phiền tứ tỷ rồi. Hai người vừa nói tới đây thì lão thai thai nhánh cả và tiểu tiêu thị cũng trở lại phòng mọi người ngồi thêm một lúc lâm phương bèn đứng dậy cáo từ lâm di cười nói ăn cơm rồi hẵng đi nhưng lâm phương nhất quyết không chịu ta về nhà có việc nói rồi nàng ta dẫn theo nha hoàn đi lão thay thay nhánh cả nhìn theo bóng lưng lâm phương thở dài cũng không biết là do nó và mẹ nó cùng nhau niệm phật thành mê hay là nghe lời phù phiếm của người khác mà thành ra thế này nữa tuổi còn trẻ tại ăn mặc như thế ngày nào cũng ngồi cùng mấy đạo bà kia. Dỗ gì Điền Thị cũng dỗ dành được nhị lão thái thái. Nhà họ thì tại dỗ dành Lâm Phương, giờ ai khuyên nó cũng chẳng nghe, cứ khăng khăng muốn như thế. Có lẽ Điền thì cũng không ngờ rằng con gái mình tại bị chính mình dẫn dắt vào con đường này. Không nói tới Lâm Phương nữa, Lâm Di kể chuyện nhờ Lâm Phương chép dược vương kinh với lão thái thái nhánh cả và tiểu tiêu thị. Tiểu tiêu thị nghe thế thì kinh ngạc, chẳng phải ngụy dặn con phải tỉnh dưỡng cho tốt à triều đình cũng đã phải ngụy qua đó rồi con lo lắng làm gì mấy chuyện chuẩn bị dược liệu và đồ dùng này rất hao tâm tốn sức lỡ như làm không tốt sau này thôi lão thái thái nhánh cả ngắt lời tiểu tiêu thị nghe lâm di nói hết đã lâm di nhìn cùng mama cùng mama thấy thế bèn cho nha hoàn lui xuống hết hôm nay con mới nghĩ tới mà thôi nào đã chuẩn bị dược liệu và đồ dùng Lang Trung đã tìm ra đầu, chẳng qua hù từ tỷ chút thôi. Nàng muốn Lâm Phương truyền lại tin tức đó cho nhị lão thái thái đông thì. Đồng thì nghe thế, lỡ đầu tưởng thật chuẩn bị thảo dược và tiền đi nhiệt hà. Tình hình bên nhiệt hà kiểu gì cũng sẽ có người biết một chút. Nhiệt hà có dịch hay không thì chỉ có mỗi nhà họ đồng là rõ nhất. Nàng cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Nhưng nói không chừng tời hù dọa này sẽ tạo nên một cơn sóng lớn đấy tiểu tiêu thị kinh ngạc nhìn lâm di nếu họ tin thật rồi tìm con đòi thảo dược và đồ dùng vậy con định làm sao quân tử nhất môn tứ mã nan truy nhưng nàng cũng đâu phải là quân tử chỉ là một phụ nhân ở nội trạch mà thôi nàng nói không có chẳng lẽ người khác còn tới tính toán với nàng hay sao phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn